Còn đến với một thông tin đáng chú ý khác. Mới đây Sở Y tế Quảng Nam đã ghi nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc botulinum, trong đó một người đã tử vong sau khi ăn món cá chép muối chua. Và cùng ngày thì ba chuyên gia của bệnh viện Chợ Rẫy đã mang theo năm lọ thuốc giải độc hỗ trợ cứu người. Đây là thuốc rất hiếm, thông thường Việt Nam không dự trữ hoặc cả nước chỉ có vài lọ. Botulinum được coi là một trong những độc tố mạnh nhất hiện nay có thể gây tử vong ở liều chưa đến 0,1 mg. Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết là botulinum là một trong những độc tố mạnh nhất được ghi nhận. Sinh ra từ vi khuẩn kỵ khí là C. botulinum. Vi khuẩn này tạo ra từ bào tử chịu nhiệt và thường tìm thấy trong đất, rau quả, hải sản và có thể tồn tại trong điều kiện bất lợi. Theo bác sĩ Phúc, thực phẩm đóng hộp và đặc biệt là thức ăn có độ axit thấp, tức là độ pH lớn hơn 4,5 là nguồn nhiễm độc tố phổ biến nhất qua đường tiêu hóa. Rau quả, cá, trái cây và gia vị là phương tiện truyền bệnh phổ biến nhất. Thịt bò và các sản phẩm từ sữa, thịt lợn, da cầm cùng các loại thực phẩm khác có thể gây bệnh. Các bác sĩ cũng nhận định độc tố botulinum rất hiếm gặp ở Việt Nam và muốn chẩn đoán chính xác bệnh thì phải dựa vào nhiều yếu tố như là điều tra dịch tễ, lâm sàng, xét nghiệm và nuôi cấy phân lập vi khuẩn. Ở nước ta thì vốn không sản xuất cũng như là không tích trữ sẵn loại huyết thanh giải độc và việc nhập thuốc từ nước ngoài cũng mất khá nhiều thời gian. Và trong khi đó thì giai đoạn vàng để huyết thanh phát huy hiệu quả tối đa chỉ có 3 ngày đầu tiên kể từ khi chúng độc. Và nếu không có thuốc giải độc hoặc là quá thời gian điều trị đặc hiệu bằng thuốc kháng độc tố, nhiệm vụ của nhân viên y tế là kéo dài sự sống cho bệnh nhân bằng cách hỗ trợ thở máy. Các dấu hiệu đầu tiên của ngộ độc mononium gồm buồn nôn, nôn, suy nhược và chóng mặt. Sau đó thì cơ thể xuất hiện các cái triệu chứng thần kinh như là suy giảm thị lực nhìn mờ hoặc là nhìn bị hóa đôi, mất chức năng của họng và miệng bình thường như là khó nói và nuốt hay bị khô miệng họng và lưỡi, đau họng, mệt mỏi chung, thiếu phối hợp cơ và khó thở. Các cái triệu chứng tiêu hóa có thể xuất hiện như là đau bụng, tiêu chảy hoặc là táo bón. Khi mà cơ hoành và cơ ngực bị nhiễm độc thì việc hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến tử vong do ngạt khí. Các triệu chứng bắt đầu đột ngột thường từ 18 cho đến 36 giờ sau khi ăn phải độc tố, mặc dù giai đoạn ủ bệnh có thể thay đổi từ 4 giờ cho đến 8 ngày buồn nôn nôn mửa đau rát bụng và tiêu chảy thường xảy ra trước các triệu chứng về thần kinh